Nina sang konnichiwa. Hôm nay nội dung của chúng mình thì sẽ cùng nhau tiếp tục với series livestream 8 tuần ha. Hôm nay chúng mình sẽ đến với từ vựng chữ Hán và ngữ pháp của chương trình N2. Hay nào với câu số 1 nào các bạn ơi? Câu số 1. Uhm, đây sẽ phần là phần kanji đúng không? Mình đã livestream rất nhiều và các bạn đã xem rất nhiều like rồi thì sẽ nhìn thấy ngay phần kanji này mình chỉ cần quan tâm đến chữ Hán thôi nhá. Mình cần quan tâm đến cái chữ Hán này thôi nhá. À, có đáp án là mình sẽ chọn luôn nha. Rồi mình sẽ ngờ qua một chút câu nhá Từ này là Maeda tên người thôi ạ hãy, Ê ngủ mẹ Maeda wa -ni -oyogi -kata -no Rồi, Chờ, cho xem, cho thấy cái gì đúng không? Ok, ánh sáng có đáp án đầu tiên, đáp án số 4 Chúng mình sẽ nhìn thấy nhá, cái chữ đầu tiên này là À, cái chữ thổ, số 2 là một chữ khá là quen thuộc Chữ phạm trong phạm vi đúng không nào mình sẽ có từ hang y đúng không ạ rồi vậy thì quan trọng là cái đằng trước các bạn sẽ nhìn thấy là liệu nó là chữ mô này hay là mu này thôi đúng không rồi ok hai ba đa, ai sáng chọn đáp án số 4 này à ok các bạn này chọn đáp án số 4 ha hãy chính xác đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 4 nhá Mô hang chú ý mình không có trường âm à, chữ mô này là chữ trong từ âm hán của nó là mô luôn ạ, mô phạm Cái từ này nó sẽ mang nét là mô phỏng được chưa? Mô phỏng làm mẫu Vậy thì câu này sẽ dịch như nào đây ạ? À? Mình sẽ có chủ ngữ ở quá đúng không? Maeda sẵn sẽ chủ ngữ dịch từ dưới đây nhá Maeda đã cho thấy cái mô phỏng cách bơi đúng Mô phỏng cho ai? Cho, cho các bạn nhỏ đúng không? Hay, cho bọn trẻ ha Trợ từ nhí nhá, tác động Rồi hoặc là nếu mình dịch xuôi hơn thì là gì? Maeda đang cho bọn trẻ xem cái mô phỏng cách bơi đúng Ok, được chưa Rồi có phải câu đầu tiên hơi khó khăn mọi người này nhỉ? Rồi câu số 2 nhá mình sẽ bắt đầu gỡ gạc lại ở câu số 2 này Hai, Câu này thì mình nghĩ là ai cũng làm được, kể các bạn N3 cũng sẽ làm được câu này luôn Hai, Basu mo o Chữ hán này mình cũng học rồi đúng không? À, chi trả ha nó hà là trong một số nghĩa nó thể là phủi bụi chẳng hạn Hokori o nhé Mi chọn hai thúy 2 à, Mai cũng chọn đáp án số 2 Có vẻ câu này không làm khó được các bạn đúng không? Câu này rất là dễ hạ trang và Hiếu cũng chọn đáp án 2 luôn Chính xác đáp án đúng của mình sẽ đáp án số 2 nhá Hãy, Từ này nghĩa là gì mọi người ơi? Mình comment cả nghĩa nhá Một lần viết là một lần nhớ này Ưn trình có nghĩa là gì ạ? Rồi, rất nhiều bạn có comment đáp án ha Nga sàng cũng chọn đáp án 2 này Lê sàng hằng à, Phương sàng cũng chọn hai rồi Nga rằng có cho mình nghĩa là phí vận chuyển Đúng không nhỉ? Hay, chính xác, cái chữ chinh này nó mang nghĩa là một cái thứ tiền phí gì đó Dù các bạn hay gặp trong từ gia chinh chẳng hạn đúng không? Tiền thuê nhà Và ưn này trong cái từ liên quan đến hà cô bự ha Vận chuyển đúng không nào? Hay. Nên chính xác ưn chinh nó sẽ là cái cước phí vận chuyển nhá Và đúng hơn câu này chúng mình sẽ không có chủ ngữ mình sẽ dịch là tôi ha Tôi trả cái phí xe buýt được chưa Cái cước phí cái phí mà mình đi xe buýt và mình tiêu tốn á, mình sẽ gọi là ưng trình nhá. Hay, rồi, chính xác trả tiền phí di chuyển của xe buýt. Oh, ok. Hay, rồi đấy nhé. Rồi ok, tiếp theo với câu số 3 nhé Mình thấy câu này cũng không có quá khó đúng không nào? Hay ưng sinh hay là ưng nhinh hay ưng đinh thì nó không có đúng không? Hay, câu số 3. Uhm, câu số 3 này mình nghĩ cũng không quá khó đâu các bạn, cần phải cẩn thận một chút xíu xíu á. Ha? Hay, hoa cũng chọn đáp án 4 luôn này dông bằng đấy nè rồi hai chữ hán này thì mình nghĩ không phải là hai chữ hán quá là xa lạ với các bạn đúng không hay rồi hằng có con mình đáp án số 4 và dịch cho mình là tiếp cận ha đội tuệ sàng nguyệt sàng à, hầu như bạn để chọn đáp án số 4 đúng không bin sàng à, thúy cũng chọn đáp án số 4 là tiếp cận ok thế thì mình sẽ cùng nhau xem luôn nhá thưa chữ hán này khá là dễ hả Chữ đầu tiên là chữ tiếp Các bạn gặp từ này khá là nhiều rồi Và mình có một cái động từ là sê Đúng không? Tiếp xúc ha để chưa ạ? Bên cạnh thì mình có chữ cận Bình thường là chỉ cai Nhưng âm ôn của nó là kinh Và đấy khi mà âm cuối của cái thằng trên này này Nó mà là âm sự Đi kèm sau nó sẽ là những cái hàng KTP Thì cái âm sự này rất có khả năng sẽ thành âm ngắt nhé các bạn Thế nên chúng mình sẽ có từ này đọc là seeking kinh Ok chính xác đáp án đúng là đáp án số 4 Ok Hai, các bạn đều đúng ha. Ú, uh, có hỏi chấm chọn đáp án số 3 này. Ok, mình ngó lại nha. Tiếp cận. Rồi vậy thì câu này sẽ dịch như thế nào đây ạ? Cấu trúc ngữ pháp xuất hiện su đã nghe nói đúng không? Nghe nói chủ ngữ đây nhá. Cơn bão đang tiếp cận lại gần khu vực can Tô. ý là đến gần đúng không? Hay cơn bão nghe nói cơn bão đang tới gần khu vực can Đấy để chạy. Rồi, ok. Hay chuyển sang câu số 4 nha. Dông bà Ai có vẻ đang ơ ừ, tú sang chú ý nhá khi mình thấy cái thằng xô Đào đứng ở cuối mà nó chia thể thông thường thì các bạn dịch cho mình là nghe nói nhá được chưa nghe nói còn cái dạng mà có vẻ mang cái nét phỏng đoán suy đoán thì thường nó sẽ là cách kết hợp mình sẽ bị thấy thiếu ví dụ như mát sự bỏ mát sự này hoặc là tính từ đi bỏ y tính từ đi, đi nào bỏ na này được chưa nhớ chú ý các bạn nhá rồi câu số 4 nhông bằng nào hay ok rồi, hầu như các bạn đều chọn đúng ha Rồi, thảo nhanh quá, đáp án 4 luôn Ok Duyên sàng chọn đáp án 4 Rồi, Phương cũng chọn 4 này Thu cũng chọn 4 à, Nghĩa nó là gì các bạn nhỉ? Từ vựng này là một từ vựng mình nhớ đã xuất hiện Ở trong đề thi phần từ vựng Mình đang không nhớ N3 hay N2 á Là đều có hỏi cái từ này nha Và đây cũng là một từ mình thấy là trong đời sống hàng ngày Cũng dùng rất nhiều luận Ok, Hằng Hằng chọn đáp án 4 tầm giữa tháng Nguyệt Ánh 4 này, Tuệ sang chọn 4, Tuyền sang chọn 4, Mai 4, Hoa 4, Mi 4. Ok. Có vẻ giống nhau hết là đáp án số 4 ha. Câu này vẻ dễ các mọi người nhỉ. Rồi Thúy cũng chọn đáp án số 4 luôn. Hai, Mai Giàng hai, Mai rằng chăm chỉ vào xem like quá. Rồi ok, 4. À, rồi ok, các bạn đều chọn đáp án 4 đúng không? Quá dễ ha. Rồi câu này mình sẽ dịch là gì đây ạ? À? Số đề đều ạ, Daigetsu no. Chính xác đáp án đúng của mình sẽ là đáp án số 4 nhá. Đọc là 中旬。中旬。はい、来月の中旬にまたご連絡します。それでは à? right. vậy thì cái này rất hay dùng cho văn nói đúng không ạ? Vậy thì câu này không có chủ ngữ này mình sẽ dịch là tôi ha. Vậy thì tôi sẽ lại liên lạc vào giữa tháng sau. Rồi. Thế cái chiêu này dùng như thế nào thì các bạn chú ý em mình nhá, ở Nhật nó hay sử dụng cái này, nó sẽ có 3 kiểu, một là jojun, được chưa ạ? À? Chữ thượng á. Tiếp theo đến chiêu và cuối cùng là mình đến Gejun. Thì với một tháng có 30 ngày thì người ta sẽ chia làm 3 khoảng. 10 ngày đầu tháng là rộ đúng không? 10 ngày giữa tháng sẽ là Chiu và 10 ngày cuối tháng sẽ là Gejun. Đây là cái cách nói mình thấy dùng rất nhiều ở ở Nhật luôn á các bạn. Nhá các bạn nhớ cái thằng này nha. Rồi các đáp án khác thì chúng mình sẽ cùng nhau xem nhá. Cái từ Nakaba này chữ Hán của nó là chữ này cơ. Chữ bán cơ. Và thòi cái chữ bà này ra. Ha? Đây cũng là một từ vựng các bạn đã học ở trong chương trình N2 rồi đúng không nào? Là cao cô độ thì không có dùng hà Chiêu cặng Thì là chữ chung Cộng với chữ gian nhé Được chưa? À, chiêu cao Hai cái bác này cũng đều mang nét là ở giữa Ở lưng chừng nhá Rồi tiếp theo nào chúng mình sẽ sang đến câu số 5 Hãy Ok Mình sẽ chuyển sang phần chọn chữ Hán Không phải là chọn cách đọc nữa mà là chọn chữ Hán Nào Rồi câu số 5 chúng mình sẽ cùng nhau xem một chút nhá nakajima san wa nani o kakaete ni Rồi Câu thì mình thấy không có gì khó cả Chọn từ vựng nào bây giờ ạ? À? Chọn chữ Hán nào đây các bạn? Rồi ok nào mình xem nhé Thảo chọn 4 Nhi chọn đáp án 4 Câu này vừa mới có trong đề nha các bạn Hay Thanh và Nhi để chọn đáp án 4 rồi Đáp án đúng trong câu này phải là đáp án số 4 nhé các bạn Được chưa ạ? À? Kakaete Rồi có vẻ sẽ có bạn kiểu Chữ này không phải đọc là kakaete -er", đúng không? Rồi chữ này chú ý cho mình này. Cái chữ này nó có 3 cách đọc. Mình thường thì các bạn hay có xu hướng nhớ hai cái cách đọc còn lại đó là ý đa cự. Và đa cự hơn đúng không nào? À, và các bạn hiểu khi là các bạn hay quên mất cái thằng này nó có một âm đọc là kha cai được nữa nhé mọi người. Ừ, được chưa? Nó cũng mang nghĩa là ôm vướng mắc, thường nó sẽ đi được cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ừ, vướng mắc vào một vấn đề nào đó, hoặc là phải đối đầu đối đầu với một cái vấn đề gì đấy. Hoặc là đơn giản là hành động ôm cầm nắm thôi các bạn nhá. Nên câu này sẽ dịch là nào Chủ ngữ chúng mình có Nakajima sang đúng không? Nani ka o kakaete heya ni kita Nakajima ôm một cái gì đó đúng không? Sau đó vào phòng Dịch xuôi hơn thì sẽ là Anh Nakajima vào à, gì nhỉ? Ôm một cái gì đó vào phòng Đơn giản thế thôi Mình không cần thêm những cái từ rằng thì mà là cho nó thừa ra nhá Rồi ok Ờ Rồi thu Thu hai là dùng với con vật À rồi cái thằng số 2 này Cách đọc của nó còn không phải là được luôn á Đúng không? Số 1 chúng mình sẽ có từ này đọc là osu Ấn, đẩy Từ này học ở n3 rồi ha Số 2 này thì nhìn rất là quen Chúng mình đã học ở n2 rồi Tsukamaeru Còn nhớ nó không các bạn? Tsukamaeru Hoặc là một âm đọc khác là được Cái âm thoraeru này thì Ít nhìn thấy Được chưa? Ừ, còn nghĩa chúng nó như nhau nhé bạn Đều là tóm, bắt tóm được chưa? Rồi số 3 chúng mình có từ là Nigiru Ừm, trong từ onigiri các bạn, nắm nhá. Ok. Rồi, ok. Đấy, đó, Thanh Hương đã liệt kê cho chúng mình ba từ vựng rồi ha. Rồi osaere, osu. Rồi ok. Tiếp theo ạ. Câu số 6 đọc cơ bạn. Hay, câu số 6 nào. Chúng mình có từ fukushi. Fukushi. À, rồi, chúng mình sẽ có một cái từ vựng. Từ này các bạn đọc được không? Từ này nó sẽ là một từ vựng n hai đấy, đó là sức cự nhá, các bạn. sức cự. Đảm nhiệm hoặc là nhận cái công việc gì đó, đảm nhiệm công việc gì đó ha. À công des. Rồi. hãy Hiếu sàng chọn đáp án số 3. Tú chọn đáp án 3. Rồi thu có dịch luôn cho mình từ này là phúc lợi. Ok, phúc lợi thì cái nào hợp lý nhỉ? Phúc lợi nào Rồi Quý Sằng chọn đáp án 3 rồi Ok, Khánh Vân cũng chọn 3 Trang chọn 3 Ú, Mi Sằng chọn đáp án số 1 này Thế thì chúng mình sẽ cùng nhau xem nhá Thứ nhất là nó hay lừa kiểu như vậy Đó là những cái chữ này cũng đọc là phục cự Đúng không? Tuy nhiên đây là chữ phó nhá Phó trong kiểu phục cự trồ chẳng hạn Thì mới đọc vào chữ này Rồi, Chữ C si này thì cũng không liên quan đúng không? Cái chữ C si này thì nó liên quan đến CN, chi viện này Được chưa? Hoặc là CG, ủng à, hộ Nên đáp án đúng trong câu này sẽ đáp án số 3 nhé mọi người Chính xác, Fukushi mang nghĩa là phúc lợi Rồi ok, cô sẽ dịch nhá, phúc lợi thôi ạ Cung gộ là từ giờ về sau đúng không? Rồi, Yote des dự định làm gì đó ừ. Cô sẽ dịch là giờ từ giờ trở về sau tôi có dự định là sẽ làm một cái công việc liên quan đến phúc lợi yeah. công việc liên quan phúc lợi phúc lợi xã hội đó các bạn rồi hay rồi bạn này thì không cần mình nói đâu mọi người nhìn thôi ha kỵ nào đô rồi câu số 7 câu này vẻ dễ đúng không ừ. ok rất nhanh rồi tú chọn đáp án ba này nhi chọn đáp án hai mai chọn ba hiếu chọn ba uyên ba phương ba rồi có vẻ số người chọn ba cũng khá là nhiều đúng không ừ. hay rồi thúy chọn ba tú sang chọn đáp án ba Ok, Đáp án đúng trong câu này thì mình nghĩ là không quá khó đâu Với cái chữ ki này thì các bạn sẽ thấy nó như nhau Vậy thì mình sẽ xét xem những cái chữ hán ban đầu của nó nhé Nó sẽ có âm đọc là gì Rồi đáp án đúng trong câu này chính xác là chúng mình có đáp án à, em nhầm ạ Rồi ok đáp số 3 nhá Hai ư e Rồi chữ này là chữ thực Bác này bác ấy sẽ có âm đọc âm cân là uer mang nghĩa là chồng đúng không nào? Ngoài ra âm ôn của nó sẽ là Shoku nhá, trong từ Shoku shokku thực vật đấy chưa nhỉ? Rồi, từ này thì sẽ mang nét là cây trồng thôi, phải chúng mình sẽ cùng nhau dịch câu này nhá. Shucho de ueki ni mizu wo yaru koto ga dekizu karashite shimatta. Các bạn nhớ từ này không? Karasu. À, có ai dịch câu này không ta? Cây trồng. À rồi, kể okay, rất nhanh, Hương Sàng có dịch cho mình luôn này. Đi công tác nên việc tưới nước cho cây trồng là không thể. À rồi, mình còn một cái này nữa. À đúng rồi, khâu héo đúng không? Nên cây héo mất rồi. Ok. <laughs> Chúng ta sẽ có cấu trúc ngữ pháp dự. Ừ. thêm dấu phẩy thì nó sẽ rằng với nay đúng không? Nhớ cái này nhá. Cái này đi thi nhiều khi nó cũng vào đấy. Đó, mà xong các bạn cứ hay bị chủ quan á, không nhìn ra. Rồi chính xác. Câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Do công tác đúng không nào nên không thể tưới nước cho cây trồng và nên đã làm cho nó khô héo mất tiêu rồi ha? Karashite hãy rồi ok. Các bạn nhớ từ vựng đấy ạ. Rồi từ này trong sách mình cũng có rồi đúng không? Số 1 cái chữ Hán này thì là chữ Tư Quệ Cái, cái gì ạ? À? Cái bàn đúng không nào? Không phải là, không phải là ư ê e. Tiếp theo chữ này các bạn, các bạn nhầm thì chữ này đọc là dai nhá, trong từ dai điều Đúng không nào? Hai, à, cuối cùng là chữ này khá là quen thuộc trong N3 mình có từ này đọc là ê đã ê ê là cái cành cây được chưa rồi tiếp nghĩ câu số tám hạt chi bảo in tay rồi có vẻ mình nghĩ là cũng sẽ câu này sẽ hơi khó một xíu đây này số 8 ừ. Rồi chúng mình sẽ có một số từ vựng Không biết đọc được không nhỉ? Koshi nhá Koshi o itame ta Thai so sen shiu Thai Thai so Thai liên quan đến việc thể dục thể thao đấy các bạn Hả? In tai chọn cái nào bây giờ? Rồi ừ. Mới có thu chọn đáp án rồi Thu chọn đáp án 2 Tú chọn đáp án 2 Mai chọn 2 Các bạn khác thì sao đây ạ? Ok, Hương cũng chọn hai, Thúy chọn hai. Uhm, có ai biết nghĩa của từ này không? Nghĩa là gì ta? In tay. Rồi, Quý chọn hai, Mi hai, Đạt chọn hai luôn. Uhm, không ai comment nghĩa à bạn? Nghĩa nghĩa. À rồi, Quý có comment là về hưu, về hưu. Uhm, đúng không ta? À rồi, thực ra là chính xác cái từ này mình nên dịch là giải nghệ Thực ra bản chất nó là nghỉ hoặc là rút lui thôi Nhưng mà với trường hợp nó rất hay dùng với những cái trường hợp liên quan đến tuyển thủ này Hay là ca sĩ này Nó nghệ sĩ thì mình sẽ dịch là giải nghệ nhá các bạn Ok Giải thể <laughs> Rồi kéo ra, <laughs> rút lui, ok Rồi đáp án chính xác, đáp án số 2 Không ai sai hết luôn á In tẩy Rồi, câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Mình sẽ dịch từ chủ ngữ nhỏ là đây, đúng không nào? Chợ từ gá nhá Koto ni naru là được quyết định là đúng không? hoặc là kết quả là nhá. Rồi câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Tuyển thủ thể dục ma bị sao? Cái cụm này nó sẽ là cụm bổ nghĩa cho các bác tuyển thủ thể dục này đúng không nào? Tuyển thủ thể dục mà đang bị vận động viên thể dục mà đang bị gì ạ? À, bị đau thắt lưng đúng không ạ? Thì đã được quyết định là sẽ sẽ giải nghệ được chưa? Sẽ nghỉ rút lui rồi. Các đáp án khác thì không có ai nhầm cả nhưng chúng mình sẽ cùng nhau lướt qua một chút xíu nhá. Cái chữ tai này nó giống nhau rồi, chữ này là chữ thoái mang nghĩa là rút lui, chỉ đi đâu cự, chỉ đi đâu kia đợi nha âm của nó ạ. À. Rồi còn những cái chữ còn lại thì mình cũng đọc là in nhưng mà in khác nhau nhá. In này trong in thật sự, đúng không? In ấn này. In này trong Chữ viên trong nhân viên đúng không? Gen in đúng không? Hay chữ này cũng là in nhưng mà in này trong genin, nguyên nhân nhá OK, để chưa ạ. OK, chúng mình sẽ cùng nhau để một chương trình nho nhỏ đó là mình sẽ giới thiệu với các bạn về một lớp luyện đề Đấy chưa ạ à? một lớp luyện đề nha rồi đến tầm này rồi là ai cũng mong ngóng cái lớp này đúng không rồi ở lớp luyện đề này chúng mình sẽ có những cái gì rồi nội dung chúng mình sẽ có rất nhiều thứ mà chúng mình có thể học được này đó là mình sẽ có chiến lược làm bài cái này ai cũng thích đúng không ạ à? tiếp theo là chúng mình sẽ có phương pháp chọn đáp án chuẩn trời ơi tuyệt vời quá rồi mẹo từng kỹ năng nhá và chúng mình sẽ làm những cái này thông qua một cái việc là luyện đề thực tế Luyện đề thực tế đó là một cái hình thức mà sát với các cái bài thi nhất rồi Thế chưa nào Rồi và chúng mình sẽ có Sau khi mình có những cái nội dung này thì mình sẽ làm gì Mục tiêu của chúng mình sẽ là tăng 20 đến 30 điểm cho kỳ thi nhất Và quan trọng nhất Đó là mình có sự tự tin các bạn ạ ừ, Có những bạn học rất tốt Thế nhưng mà lúc đi thi thì không có tự tin Nên là bị trượt Đó cái này mình nghĩ là một phần rất quan trọng nha bạn rồi và thời gian học với chúng mình sẽ học vào khung giờ 19 giờ đến 21 giờ là giờ Việt Nam nhé bạn từ thứ à mình sẽ học thứ hai thứ tư thứ sáu khai giảng vào mùng 10 tháng 6 nhá và học phí rất rẻ chỉ từ 1 triệu không trăm nghìn mà các bạn đã có ngân này thứ cộng thêm gì đây ạ à? trời ơi quan trọng thì phải nói rất nhiều lần đúng không bao đỗ các bạn không đỗ được học lại miễn phí luôn được chưa đó uy tín không mọi người. Rồi cộng thêm đó thì mình sẽ có thêm quà tặng đó là một bộ ebook để các bạn có thể ôn tập tổng hợp kiến thức lại và nhìn này ạ à, chúng mình sẽ có một khóa luyện đề online. riêng cái khóa luyện đề online các bạn đã có là 900 nghìn rồi một khóa học một triệu và được tặng kèm một khóa online đến tận 900 nghìn rồi đúng không? Hay rồi nên là mọi người nhá tranh thủ thời gian này chúng mình sẽ còn một chút thời gian thôi. Bây giờ mình phải tăng tốc lên để chúng mình sẽ có thể chinh phục kỳ thi đợt tới này nhá. Rồi, vậy chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục nhá Để tránh run, để tránh thiếu tự tin Phải làm gì bây giờ? Phải làm thật nhiều đề vào các bạn Rồi, luyện đề là mình nắm được nó rồi Mình không còn sợ nó nữa nhá Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ đến với Phần từ vựng N2 Trong câu này thì mình thấy không có từ vựng mới Đúng không nào? Hãy xem nó hạt nhìn nào nhìn nhị Đi sang chọn 1 Thu chọn 1 Khánh văn 1 À, Cúc cũng chọn một Thúy cũng chọn một và dịch là bắt trước ha Rồi Trần Sàn chọn đáp án 1 Rồi Nhi cũng chọn đáp án một Và dịch là bắt trước Cảm giác như câu này không phải N2 ấy Như N3 thôi ha Hai chúng ta sẽ cùng nhau xem nhá à... Với những cái phần từ vựng thì buộc phải dịch các bạn ạ Không thể né được vấn đề này luôn Vế đầu tiên đây nhá, được chưa Vế đầu tiên chúng mình sẽ có là gì ạ Động từ không có chủ ngữ, mình sẽ dịch từ động từ nhá Nghe thật là kỹ phát âm của của giáo viên đúng chưa? Có thể là tôi đi ạ Nghe thật là kỹ phát âm của giáo viên rồi Thử làm gì đó với cái phát âm này Để sao cho À, onaji Onaji như nào đấy để... Giống như vậy, đúng không? Sao cho giống như thế hãy Đáp án đúng của chúng mình chính xác Đáp án số 1 manete Bắt trước rồi Ok, u uh, các bạn có đáp án Hãy nghe kỹ phát âm của CC rồi cùng bắt trước lại cho giống nhé Ok, rồi dịch rất tuyệt vời Hai, À, các đáp án còn lại chúng mình sẽ cùng nhau xem nhé Số 2 là kanaete Kanaeru Ôi từ này là gì không? Rồi cái này mang nét là thực hiện Đúng không? Hiện thực hóa cái gì đó và thường Nó sẽ hay đi với những cái từ như là ước mơ hay là nguyện vọng gì đó Thì sẽ dùng kanaeru nhá Rồi số 3 chính xác Có nãy quay comment cho mình ta à, thu cũng là thu luôn Utsutsu Utsutsu Mang nét là à, Rồi soi trong kiểu soi gương hoặc là chiếu trình chiếu slide đúng không? Tháo mốt sự nhá, bốn là tháo mốt sự. À, tha mốt sự là giữ gì? Bảo vệ hoặc là duy trì. Bác này thì dễ rồi. Hai, rồi tiếp theo nha, câu số 10 giữ nào câu số 10 Ờ, à, ừ. tiền tố hậu tố. Phần này cũng là một phần mình nghĩ là các bạn rất sợ luôn đấy, phải gọi là rất rất sợ phần này. Thế nhưng mà thật sự các bạn là cách duy nhất để mình có thể thay sắc cự với cái bài với cái bài tập này đó là làm thật nhiều các bạn học theo như kiểu dạng là học thuộc lý thuyết các bạn không áp dụng ở đâu chỉ có cái là nhìn thật nhiều mình va vấp với nó nhiều thì mình sẽ biết cách dùng đó hương lan 4 rồi mai thì dịch là tròn một ngày nhi chọn đáp án bốn luôn ok à, tú sàng cũng là tốn nguyên một ngày rồi thảo mi chọn đáp án số 3 À giờ ok đang đúng trong câu này sẽ đáp án số 4 nhé Các bạn nhớ cái cách dùng của thằng này luôn này Mà đự Ma Mà là tròn ha Cái từ ma đự này mà cộng thêm khoảng thời gian nhé Khoảng thời gian ở phía sau nó phải độ dài về thời gian á Dụ như là một tiếng, một năm Thì khi đó mình sẽ hiểu là suốt cái khoảng thời gian đấy Đúng chưa? Đó là tròn một ngày giữ dưới tiếng viết mình cũng dịch là tròn một ngày mà đúng không? Tròn để lắp lên là được nhé Ok rồi tất nhiên là uh, thì sẽ là trò một năm chẳng hạn Hoặc là Maruichi là trong suốt một tiếng Rồi câu này cấu trúc ngữ pháp của mình có một cái cấu trúc mà các bạn rất hay nhầm nha Nó là cấu trúc no nhị ở đây Cái này không phải là thế mà vậy mà Được chưa ạ? Đây là một cái phần mình học từ N4 rồi Ha, các cái ứng dụng của dạng nô, no, dạng nhí này đúng không? Hoặc là nô no nhí Rồi mình sẽ hiểu là cái gì cả để nhá Để, được chưa ạ? Cô sẽ dịch là tôi đã mất nguyên một ngày đúng không? Tròn một ngày rồi để giải cái bài tập này. Để chưa? Không có chủ ngữ thì mình cứ dịch từ dưới thôi. Vậy thì các bạn khác thì nó không đi kèm mà thôi. Chữ này là chữ hoàn nhá, căng này, chữ này là chữ toàn bộ này, gen này. Chữ này thì là chữ bản hoặc là không thôi, không có gì hết ha. Rồi, có những lúc với cái thằng này thì mình thấy là khi các bạn dịch sang tiếng Việt ấy mà cảm giác cái tiếng Việt của mình nó cũng có một cái từ vựng mà nó mang sắc thái nghĩa như vậy thì mình cũng có thể chọn nha nhưng mà cái này nó chung cũng chỉ xác suất khoảng 40 thôi các bạn. Đó. Rồi tiếp theo, câu số 11. 11 ba. Kore wa Edo jirai no kabenda ga sukoshi kakete iru node e nanani ga sagaru. Rồi. E kakeru nha. Thiếu, khuyết, thiếu. Rồi. Đây sẽ là dạng từ đồng nghĩa rồi các bạn. Nào, mình sẽ chỉ cần. Thật ra là với dạng này mình cũng chỉ cần chú tâm mình cái này thôi. Hả? Cái chữ cách chân này thôi. Hai. Rồi. Lan chọn đáp án số 4 ha. 4 nè. Mm, có vẻ đến đoạn này khó rồi đây. Ừ, cái chữ này mà viết chữ hàng ra thì chúng mình sẽ có đây nhá Nê uchi à đó nó sẽ là chữ này nha bạn nếu chị rồi từ này lan bốn này thảo mi chọn bốn hương lan chọn bốn này tú bin bốn trần hương bốn mai bốn rồi rồi quý sẵn có con mình cho mình là giá trị ha rồi, khá là dễ nhầm lẫn bởi vì bản chất cái từ nê đưa ra là để cho các bạn bị nhầm lần bị bị lẫn mà, đúng không? Trong các bạn sẽ liên tưởng nó đến từ nê đang tiền bạc chẳng hạn, giá cả chẳng hạn, đúng không ạ? À? Tú có comment cho mình này, vì bị sứt một chút nên giá trị bị giảm. Rồi ok, các bạn dính luôn câu này nha, Khánh Vân chọn 4. Chính xác, nếu chi nó sẽ là giá trị nhá các bạn là bằng với từ kachi số 4 nhá, đọc là kachi. Giá trị. Rồi, ok. Và câu này thì dịch thì mình nghĩ là đơn giản thôi. Uhm nào trong khi đợi các bạn dịch thì chúng mình sẽ cùng nhau xem các đáp án khác nhá số 1, chúng mình có từ này là cây sang liên quan đến tính toán ha số 2, chúng mình có từ là hiu hiu này là kiểu chi phí thường là dùng là chi phí trả cho một cái dịch vụ nào đó mình dùng từ hiu số 3 là kinh các cự kinh các cự nó là số tiền nói chung ví dụ các bạn mua đồ shopee đúng không người ta chuyển về số tiền của anh chị phải trả là bao nhiêu đấy mình dùng từ kinh các cự này ha dịch câu nhá rồi chủ ngữ của mình ạ, à. quá wow, đây rồi đúng không? nào cấu trúc nối nhưng mà xem nhá, vì thế này cấu trúc nối vì nào cô sẽ dịch là cái này là cái bình hoa thời Edo đúng không ạ? thế nhưng mà vì nó có bị sứt một xíu hoặc cái đường này là bị thiếu bị khuyết ấy mình sẽ hiểu là bị mẻ bị sứt nhá, thế nên giá trị của nó bị bị giảm đi được chưa? Sagarre hay, à, câu số 12 này cũng sẽ là một từ vựng mình nghĩ là cũng sẽ khá khó đúng không với các bạn học N2 ha Nhưng mà từ này cũng là một từ mà các bạn nó đã xuất hiện trong đề thi rồi hình như nó cũng chính là cái phần này luôn đấy ạ Từ đồng nghĩa luôn đấy Rồi nào từ này các bạn đọc được không đã à, Tèo là gai Gai gì nhỉ <laughs> Gai yo Được chưa Bác này là No better No better là Uh, nêu ra nêu lên đúng không bày tỏ cái gì đó ánh sáng chọn đáp án 2 tùng chọn đáp án 2 rồi quý chọn đáp án 2 chắc là cũng tranh thủ đi tra rồi đấy ạ nha võ sang chọn đáp án 2 duyên chọn đáp án số 1 rồi nhá nhớ cái từ này vào đầu này có một năm nó hỏi nó rồi đấy ạ à. từ này là yêu chính là cái từ mang nghĩa là sơ lược khái quát được chưa ạ khái quát sơ lược vậy đáp án mấy các bạn Khái quát sơ lược Vậy nên đáp án của nó sẽ bằng với đáp án số 2 nhá Dai tai no nai yô. Một cái nội dung đại khái Để chưa ạ? Tổng thể sơ lược mà Câu này thì đơn dịch thì nó dễ thôi Kenkyu no ga yếu e no better Đúng không? Bày tỏ hoặc là nêu lên khái quát sơ lược của của nghiên cứu Vậy thôi, không có gì hết Rồi Em đoán sai rồi <laughs> Rồi trong ở trong đề à, n các n bài nghe mình sẽ có một cái phần là gai yo môn đai đấy, đúng không? Gai đi cài nghĩa là hiểu sơ lược cái môn đai ba và chính cái từ này, nghe chưa? Rồi, à, có số 1 thì là kwashinai yo là, à, là nội dung chi tiết thì không phải rồi. Số 3 là omo ki là cái mục đích chính thì cũng không hẳn, đúng không? Số 4 là sai shuteki namokuteki mục đích cuối cùng thì cũng không đúng, nó phải là nội dung sơ bộ khái quát nhá. Rồi ok. Câu 13 Osoraku ừ. Kono samusa da to osoraku -e ừ, Câu này mình dễ thôi Hay, Rồi, uh, à, Vi chọn đáp án 2 Đúng đấy Vi Vinh chọn 1, quý 1, duyên 1 1 hay 2 đây Hay. À rồi quý có comment cho mình nghĩa là có lẽ luôn này Rồi Mi chọn đáp án số 1 1 Ừ. Rồi, Đức chọn 1, Trang chọn đáp án 1 Lan chọn một có vẻ là các bạn đều có chung cái đáp án là một đúng không? Rồi đông sàn chọn một, đi sàn chọn một. Hai, thực ra là các bạn còn nhớ một cái cấu trúc N2 các bạn đã học không? Osore ga aru. Có nhớ cấu trúc gì không? Osore ga aru. E là đúng không? E là hoặc là có lẽ là. Thế nên bản chất chữ Hán nó giống nhau. Nó đều là cái chữ này các bạn ạ. Nó đều là chữ này. Được chưa? Thế nên nghĩa nó cũng thế, nó cũng sẽ là có lẽ nhé mọi người. Đấy chưa nhỉ? đó chính xác, tha Rồi câu này sẽ dịch như thế nào đây ạ? Mặc dù chủ ngữ nằm ở đây. Quá đúng không? Thế nhưng mà mình sẽ có một cái cấu trúc nối là cấu trúc tụ. À, kono samusa da to. Cứ với cái cái tình, cái độ lạnh như thế này. Cứ với cái việc mà nó cái không cứ với cái việc nó cứ lạnh như này thì sao? Thì có lẽ ngày mai tuyết sẽ sẽ rơi thôi và nhìn này, ổ số đặc cự nó ăn theo cấu trúc Daro này các bạn cấu trúc phán đoán đúng không? Có lẽ là tuyết sẽ rơi thôi. Ha, rồi ok. May quá không có ai nhầm đáp án số 4 này, cái anh số 4 này rất là dễ nhầm nha. Tuscany. À, các bạn mà có nhìn thấy nó sẽ là cái này, nhị À, chữ xác đúng không? Cho xác nhận ha. À, rồi, dệt tai chắc là không ai sai rồi. Dệt tai nhị là nhất định là. Thì cái này không liên quan, đúng không ạ? Số 3 này, si đài nhị. em biết cái này không? Rồi, si đài nhị là dần dần nhá. Dần dần. Rồi, nhân hai lên. <laughs> à, nó còn gần với đam đăng, đăng đấy các bạn. Rồi, tiếp theo là thật cả nhị. Cái này cẩn thận nha các bạn. Cái bác Tashka này là bác rất khó chiều nha Thêm nhí vô thì là chắc chắn Bỏ nhí đi thì là có lẽ Được chưa? Nhớ cẩn thận không nhầm nhá Rồi ok, câu số 14 là Jiu Yong Câu 14 Akumade de Hãy, còn nhớ cấu trúc này không? Toshitemo Toshitemo Toshi cấu trúc N2 này Rồi, Vi sang chọn đoàn 3 Lan chọn 3, Vi 3 Quý 3, Thảo Mi chọn 3, Trang chọn 3 Ok, Quý có comment cho mình là đến cuối cùng luôn này Akumade Rồi, Khanh sàng chọn 3, Hiếu chọn đáp án 3 Đi sàng chọn đáp án 3 Mình nghĩ nó không quá khó với các bạn đúng không ạ? À, nếu mà ai mà tinh mắt ra thì chúng mình sẽ có một cấu trúc ăn theo thằng này Đó là cấu trúc kia rự kia được, Rồi ok, các bạn để chọn đáp án số 3 đúng không? Mình sẽ có cấu trúc ăn theo là vê mắt sự, bỏ mắt sự đi Cộng với kia rự Hả? Nó sẽ mang nghĩa là làm hết Đúng chưa? Làm hết, làm hết đến cuối cùng Làm hết sạch, không còn sót gì cả hoặc là liên quan đến trạng thái cảm xúc thì dịch là rất vô cùng đúng chưa nào vậy nên hàng này nếu các bạn nhìn nó ăn heo thì sẽ ra ngay là đến cùng chứ còn gì nữa rồi ok Toàn chính xác sama ơi toàn người siêu hội rồi rồi vì có xây dịch trong mình cái cấu trúc tốt xe mô này là giả dạ sử cho dù nhá ok thì câu này sẽ dịch là giả dạ sử cho dù có mệt đến thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn smoothie dự định nữa sẽ chạy hết đến cùng nghĩa là sẽ không bỏ cuộc đến hết luôn đấy chưa ạ à, đế. đến cuối cùng rồi ok thì sao là đáp số 3 rồi oh, ok rồi đức sang có comment cho mình cách dịch luôn hay các đoạn khó khác thì mình sẽ thấy nó sai thôi sai chỗ kara là từ ban đầu này tốt chưa kara là từ giữa chừng tốt chưa nhá rồi có một năm nó hỏi cái chữ hán cái từ tô tô đấy cẩn thận các bạn rồi suzuki thì là đến tiếp tục thôi không có gì hết nhá rồi suzuki 15 câu số 15. Rồi, đến câu số 15 chúng mình sẽ chuyển sang phần ngữ pháp. Một phần mà các bạn, thực ra mình thấy là các bạn cũng hay sai luôn ạ ngữ pháp. Tại sao lại hay sai? Bởi vì thường thì các bạn hay có xu hướng chỉ học nghĩa thôi. À, nhưng mà nên nhé, nên học thuộc thêm một ví dụ của nó để mình biết cách dùng nha. Bởi vì khi các bạn đọc nhiều, các bạn nhìn nhiều Các sẽ thấy là cái form câu ấy nó ra nó cũng kiểu kiểu vậy thôi. Nó cũng là nán những câu ví dụ các bạn đã đọc rồi thôi. Nên là các bạn càng đọc nhiều được bao nhiêu các bạn lại càng dễ đoán được đáp án bấy nhiêu, được chưa ạ? Xem nhá, nào xem câu đã. Kono shousetsu wa monogatari ga susumu nanani shujinkou no shounen no shinri ga henka shite iku no ga omoshiroi. Câu rất là dài ha. Đi sang chọn 3, Lan chọn 3, Thành chọn 3. Ni tsurete. Hương chọn 3, Vi chọn 3. Các bạn phải dịch được ra nghĩa thì các bạn mới làm đúng được cái phần này nhá, cái phần ngữ pháp này. Ừ, có những câu nó cũng không phải quá khó đâu nhưng mà cứ thấy dài 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 cái dịch, dịch sợ luôn á. Đúng chưa? Rồi Hiếu chọn đáp án 3, Ameyuki ba này, Hồ Duyên Duyên chọn đáp án 2, nhớ sàn chọn đáp án số 3. Rồi có vẻ có một cái sự gì đó nó khác biệt rồi đây rồi, mình sẽ xem câu nhá. Chủ ngữ ở đây là kono đúng không ạ? Cái cuốn kiểu thuyết này. Ừ, uhm, gì gì đó, gạo ga omoshiroi. Cái gì đó thú vị đúng chưa? Trong cuốn tiểu thuyết này có cái gì đó rất là thú vị. Nào có cái gì thú vị ở đây? Rồi ok, nào vậy câu này sẽ kèm với một mình sẽ dịch là monogatari ga susumu. Monogatari là cái câu chuyện cái diễn biến cốt truyện đúng không? Susumu là tiến triển nhá. Vậy đằng sau này, shujinku no shonen no shinri ga henka shite iku. Được chưa? Cái này là chủ ngữ nhỏ, cái gì đó thay đổi ha. Cái tâm lý của thiếu niên nhân vật chính đúng không ạ? Thay đổi rồi câu chuyện diễn biến và đằng sau là tâm lý nhân vật chính thay đổi vậy thì mình sẽ có cái cái nào cái gì để mình nối được nó và có nghĩa nào đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 3 nhá nhí ok rồi cái này sẽ dịch là gì nó sẽ là càng càng thực ra mà nói nó là sẽ mang cái nét là cấu trúc mang tính kéo theo a à, thay đổi được chưa kéo theo b thay đổi rồi nó sẽ khá là giống cái cấu trúc cạn với con mình là nhí giống khá là giống nhau nhá nhí thì có một nét nghĩa nữa được chưa Giờ có các đáp án khác thì tại sao nó sai nào? Số 1 ai chọn đây? Quý giảng chọn án 1. Vừa gặp nó đây, cho dù. Được chưa? Giả sử cho dù diễn biến diễn biến chuyện tiến triển thì thì thay đổi thì nó hên. Là sao mà cho dù đây được? Cho dù thì hai vế nó phải trái nhau chứ, đúng không nào? Thôi, y nhé nó cũng sẽ là dù là, cho dù là. Ví dụ như là dù là vào tháng À, vào mùa xuân rồi nhưng mà vẫn cứ vẫn cứ lạnh chẳng hạn nó chỉ đơn giản như vậy thôi được chưa nhỉ rồi nhí tát tê nãy có ai chọn đấy <laughs> nãy có ai chọn đáp án bốn nhi sản rồi nhí a tát tê nó đi với về, về đưa, hoặc là danh từ nha bác này thì dịch là khi nhân dịp được chưa ạ nó sẽ thường là đi với những cái nét mang tính có sự chuẩn bị trước hoặc là những cái tính mà mang những cái kiểu trang trọng lịch sự một chút dù mà nhí a tát tê nhà nhân dịp à, lễ tốt nghiệp thì thầy có đôi lời phát biểu chẳng hạn đó sẽ dùng nhé chưa rồi nhớ cách dùng của chúng nó nhé các bạn ừ, câu này sẽ dịch là gì ở cái cuốn tiểu thuyết này thì việc mà tâm lý nhân vật đúng không nhân vật chính thay đổi theo hoặc là cùng với cái sự tiến triển của câu chuyện là một cái việc rất thú vị Đấy chưa rồi hay đi cùng với tê Cũng Chính xác nó không phải là đi với tê cự mà nó sẽ đi với cấu trúc mang à những cái từ vựng mang tính biến đổi nhé các bạn tăng giảm này trở nên thế nào đó này nó sẽ là một cái cấu trúc mang tính biến đổi tê cự nó cũng như thế được chưa rồi nhá ok rồi gỡ gạc này câu 16 này câu số 16 này mình có từ mới không nhỉ hãy có cái từ này một từ vựng rất hay xuất hiện nhá nhớ nó trong đầu cho mình à, mình sẽ đọc qua cái này nhá rồi, okay. thế thì mình sẽ cùng nhau dịch qua này nha Vi chọn 4 này, đi chọn chọn 4 rồi. Chủ ngữ của chúng mình sẽ có chủ ngữ to ở đây. Cái quá này không phải là chủ ngữ đâu các bạn, được chưa? À, rồi về nối. Rồi, mình sẽ có hai về đúng không? Mình sẽ có nối và cấu trúc gì đó phải để ý cho mình. Thì để biết là nối cấu trúc gì thì phải dịch câu. Được chưa ạ? Rồi, thả chọn 1. Thu 4, Kha sang 4, Hiếu sang 4 Bin chọn 4 và dịch cho mình là mặc dù Ok, Mai sẽ chọn đoàn 4 Chủ ngữ nằm ở đây đúng không ạ? Ở trận Olympic lần này Đúng chưa? Thì chủ ngữ nào? Tuyển thủ Aoki Một cái tuyển thủ thể dục Hai vận động viên thể dục Aoki Đã để Kina không giành được nhé, Kakutoku giành được huy chương Đúng chưa? Không giành được huy chương và về sau này Sparta Cen Giot Mct thế nhưng mà đúng không phải là nhưng mà không đi chứ đã cho chúng ta xem được những cái kỹ năng diễn xuất rất tuyệt vời đúng chưa anh ta không nhận được huy chương và về sau là nhưng mà vẫn cho chúng ta thấy những cái pha những cái cuộc những cái cú trình diễn đẹp mắt chẳng hạn thế thì đáp án nó phải là đúng rồi đáp án nó phải là mono no chứ các bạn đúng ok mono no á yeah bằng với desu bằng shikashi bằng thế nhưng mà Đấy chưa rồi bốn nha các bạn ơi hai em nhầm không em không nhầm đằng sau là tình hình xấu đúng rồi ạ à. chính xác cái kia cự đó nó đi với cái xấu ninh bảo ngọc ok bốn thì còn gì nữa đừng overthinking quá các bạn hay bị nghĩ nhiều á Đấy chưa nào rồi số 1, số 2 và số 3 từ nãy giờ thấy có một với hai cũng có người chọn này một còn nhớ nó không lần trước chúng mình gặp nó rồi này ok tuy nhiên Chẳng những lấy đâu ra Rồi ba thì sau khi kết cục là Ok Rồi các bạn nên nhắc lại nhá Để mình nhớ được nó này Thằng số 1 này cũng là một thằng Mặc dù nó là N3 nhưng nó rất rất hay ra Trong đề N2 Đằng trước nó sẽ là thể thông thường Nó không có gì hết à, Cộng với cả tối tệ sẽ dịch ở dẫu nói là Được chưa ạ ở dẫu nói là này, này nó sẽ có hai kiểu sử dụng nhá các bạn Một thì nó sẽ với đuôi phủ định một phần Tức nghĩa là đuôi tôi ạ khả hoặc là hoa kê đều ạ này Dẫu nói là người Nhật đi chăng nữa thì không hẳn là ai cũng ăn được sushi Đấy chưa ạ Nét số 2 là nó sẽ mang nét là khuyên bảo các bạn Dẫu nói là nóng đi chăng nữa thế nhưng mà việc ngày nào cũng uống nước lạnh thì cũng không tốt đâu Và cái nét để nhìn ra nó là nó hay đi với phủ định ở phía sau các bạn ạ Đấy chưa Đó Rồi xem nào Tại sao tiếng Nhật nó phức tạp thế nhỉ <laughs> Đó, đấy là lý do mà mình cần phải nhớ ví dụ đấy các bạn Dụ các bạn nhớ ví dụ như mình nhớ, nhớ, nhớ ví dụ tiếng Việt cũng được nhá Để mình biết cách dùng đã Rồi số 2, đồ cô đồ cà nó cũng có hai cách sử dụng nha Rồi ok, A Đến B còn chưa được chứ đừng nói gì đến A ừ. Chẳng những lấy đâu ra mà Rồi ok, hai bạn này ghép vào nhau thành ra đáp án đúng này Đồ cô đồ cà cũng có hai cách nghĩa một Chẳng những không đạt được với đằng trước mà thậm chí còn ngược lại Ví dụ, tôi đang ăn kiềng thế nhưng chẳng những không gầy đi mà ngược lại còn béo lên được chưa? đấy là cái nghĩa đầu tiên của nó với nét số 2 thì nó sẽ mang nghĩa là chẳng những à, gì gì đó mà còn chẳng những trẻ con mà ngay cả người lớn cũng được hoặc là cái thời mới sang nhật chẳng những là là gì ạ à? là kanji mà ngay cả hiragana tôi cũng chẳng đọc nổi đúng không? đó nó sẽ có hai cái nét sử dụng vậy nhé nó khá là cái nét số 2 nó sẽ khá là giống không những mà còn Ok Nghĩa số 3, nhất số 3. Số 3 đi với vê tả hoặc là danh từ no cộng với age cự có nhí cũng được, không có nhí cũng được. Và đằng sau nó sẽ là kết quả tốt. À, <laughs> đấy, biết dấu trừ nhỏ để tích kết quả tốt. Kết quả xấu nhá bạn, được chưa? Ừ, cái này sẽ mang nghĩa là sau cùng thì rồi hoặc là cuối cùng thì Ví dụ như là sau khi tôi đã nỗ lực hàng năm trời thì cuối cùng thì cái thí nghiệm đó đã thất bại chẳng hạn. Đó đem lại kết quả không tốt thì mình sẽ dùng a cự. Rồi cố gắng lên các bạn. Tiếp theo nào, câu số 17. À, uh, Lan chọn đáp án số 1, Khanh chọn đáp án 1, Tú chọn đáp án số 1. Rồi câu này có vẻ ngon ăn với các bạn rồi. Chính xác, đáp án đúng của chúng mình sẽ đáp án số 1 nhá. Đáp án số 1, Hằng chọn đáp án 1. Rồi, ok. Chính xác, đáp án số 1. Cô tổ nhỉ vợ, mình sẽ có là gì đây ạ? Nai cô tổ nhỉ ạ, na na ni nai. Cái này hay đi với nai phía sau nhé. À, nếu không thì không. Được chưa ạ? À? Câu này sẽ dịch là Ừ, nếu không phẫu thuật thì có lẽ sinh mệnh đã không được cứu rồi Ý là ý là gì? Nếu không phẫu thuật thì có lẽ đã không sống được rồi Được chưa? Rồi nào các bạn khác các bạn ơi chi nhi uh, Mono nhi hay là mono đây có nghĩa là gì đây nhỉ? Mình nghĩ là chi nhi là quen này, mono đây cũng quen này Có okay, cái mono nhi vậy? chắc là chưa nhìn thấy bao giờ ha À rồi cái okay. thu sàng có comment cho mình là mono de bằng mono da bằng mon de dịch là vì. Ok, chính xác. Mình sẽ có cái thằng mono de này mình học ở N3 rồi nha. Rồi, mono de hay là mono da hoặc là văn nói hơn mình sẽ chuyển mono thành mon mon de mono da kara. Dịch là vì. Ok, chính xác, vì. Được chưa? Và đằng trước của nó sẽ là nguyên nhân lý do Nguyên nhân lý do dẫn đến cái kết quả hoặc là cái hành động ở phía sau Và bác này thì hầu như nó chỉ là câu kể nữa các bạn ạ Để trả câu trần thuật thôi Nên đằng sau nó sẽ không đi với những dạng như mệnh lệnh, ý chí Hay là à, cấm chỉ, cấm đoán nhé Ok Rồi ok, Thu có comment cho mình tiếp ư ừ, chi nhỉ Rồi ư ừ, chi nhỉ mình có hai nét nghĩa, các bạn còn nhớ không? Rồi, có nhớ không nhỉ? Hai, ở trên thì chúng mình sẽ có hai kiểu dùng, một cái kiểu mà các bạn khá là hay nhớ, hay hay kiểu nghĩ đến ngay ý. đúng không? Nhân lúc trời chưa mưa thì về đi, ha hoặc là nhân lúc trà còn nóng thì uống đi, được chưa ạ? Nghĩa số 1 thì mình sẽ hiểu là nhân lúc nhân lúc trạng thái A vẫn còn đang duy trì thì mình làm B. Được chưa? Đấy là cái kiểu dùng thứ nhất của nó. Cái kiểu dùng số 2 thì khá là ít bạn nhớ đến nó là trong lúc trong lúc đang làm cái gì đó hoặc là đang trong cái trạng thái tiếp diễn gì đó thì về sau có một sự thay đổi được chưa đó mình nghĩ là bắt đầu mình cũng không thích nó lắm đâu thế nhưng mà kiểu mai chi nói chuyện với nhau đúng không thì dần dần mình gì á à, mình thay đổi này mình trở nên thích cái đứa đấy được chưa đó cái kiểu dùng số 2 của chi nhé nhá đó ok hay còn cái bác này thì không có không có đâu luôn được chưa nào rồi tiếp theo câu số 18 tám 18, 18. Rồi ok, Nhi chọn 3, Hiếu chọn 3, Linh 3, từ Vi 3, Hằng 3 Ok, có vẻ đến câu này là là tút lại về đẹp trai rồi đúng không? <laughs> tự nhiên lại thấy mình tự tin hẳn rồi, hai câu đầu tiên mới hơi choáng Rồi Mai chọn 3, Duyên chọn đáp án số 3 Hay, nào chúng mình sẽ có cái từ vựng này đọc là Sasaeru Sasaeru là giúp đỡ, hỗ trợ, nâng đỡ, ao à, ừ, lẫn nhau để chưa nào? Đó, cái câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Hoặc kurushi, kurushi toki sasaeo Sore ga kazoku nanani Rồi, à, đáp án đúng của chúng mình chính xác đáp án số 3 Và nãy Tú có comment là gọi là cái gọi là, ok? Rồi, thực ra bác này thì bác ấy không đứng monoda đứng nguyên Mà mình có một cấu trúc đây ạ Toyu monoda Đúng là, thật là được chưa? Khi mình nhìn thấy một cái sự việc gì đó xảy ra và mình đưa ra những cái nhận xét, những cái đánh giá, những cái cảm cảm thán, cảm xúc thì mình sẽ gọi là tôi ưu mô nô tạ. Được chưa nào? Nhớ, cấu chung cứ pháp rồi đây ạ. Rồi về câu này sẽ dịch là gì? À, cái việc mà gì đã giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn thì quả đúng đó, quả đúng là gia đình. Được chưa? Chúng mình sẽ có chủ ngữ nhỏ nhá, số đề Được chưa? Rồi vậy thì các đáp án khác chúng mình sẽ cùng nhau xem nha tháng số 1, tôi yêu cô Tô Đà Cái này cũng quen Các bạn nhớ không? tôi yêu cô Tô Đà là gì nào? hai nên nghĩa nha Tôi yêu cô Tô Đà Ừ, tôi yêu một Tô Đà, à đấy đúng rồi, chính xác truy chi tuyệt vời Đúng là nhận xét cảm thán rồi, chính xác nhá Nhớ đấy Nó sẽ là một cái lời nhận xét khi mình nhìn thấy một cái sự việc gì đó xảy ra Hả? Ok Rồi tôi yêu cô Tô Đà nào các bạn ơi? Nghĩa là gì đây à? Cái thằng số 1 này Ừm rồi. Hay. À, rồi Chung Sàng có comment cho mình nghĩa đầu tiên là nghe nói. Rồi Khanh cũng có comment một nghĩa là nghe nói. Nó có hai nét nghĩa nhá. Rồi ok, nét nghĩa đầu tiên nghe nói. Chính xác, tuy cụt tổ đã. Các bạn mà xem thời sự hoặc là nghe cái tin tức thì cái cấu, cấu trúc này nó rất hay được sử dụng. Tuy cụt tổ đấy đúng không ạ? Rồi. À rồi, chi nghe nói và... À rồi, ok, ok ánh sáng không có cho mình chính xác rồi ạ rồi chính xác nó có kiểu số 2 đó là nêu lên kiểu định nghĩa chính xác rồi nhá yeah, ok hai nét nhá tóm lại tức là một nét là nghe nói một nét là mang tính định nghĩa ok Ê, tối ưu xô đà thì mình không có các bạn có xô đà không thì có còn thêm tối ưu thì mình không có dùng xô ừ. đà thì vừa nãy nói rồi đấy có hai nét một là nghe nói hai là có vẻ đúng không thì nhớ cách kết hợp của chúng nó khác nhau nhá rồi và cuối cùng chúng mình có vô đã tối ưu ưu đà thì hết dùng người ta sẽ hay dùng tối ưu ưu nhị hoặc là tối ưu ưu na hơn nó sẽ mang nét là như là được chưa như là như ở bác này thì nhớ nhớ nó hay đi với vô tối ưu ưu nhị hoặc là tối ưu ưu na hơn nhá đằng sau à, đằng trước sẽ là đưa ra ví dụ đây nhá ok Đấy là cái cách dùng của bác này ha Giờ tiếp theo nào chúng mình sẽ đến với câu số 19 Hãy Dấu sao Rồi phần mà mình rất thích Còn các bạn rất sợ <laughs> à, Phần này ra mình thấy là Các bạn càng ngày càng hay bị nhầm cái phần này Mà dù nó là một cái phần mình theo mình là nó gỡ điểm Vì khi các bạn chắc Về các cái việc kết hợp cấu trúc ngữ pháp Thì cái phần này nó sẽ không hề khó Cho dù các bạn không biết nghĩa của từ vựng Nhà Rồi nào Tài học là sai yo À, nhớ từ này nha các bạn ơi Nó rất hay có trong đề thi nha ừ, Tuyển dụng, đúng chưa? Rồi, ok, như sở 2431 Lan cũng có mình là 2431 Rồi, Phương cũng là 2431 <laughs> Ok, Tú Sàng cũng giống như thế Rồi, đều chọn 2431 đúng không nào? Hay, nào Cái đáp án 2431 này chúng mình đang chứa cấu trúc ngữ pháp gì mọi người nhỉ? Có nhìn ra không ạ? À? Cấu trúc ngữ pháp nào rồi hiếu 21 rồi. Tâm sàng cũng thế duyên cũng có đáp án tương tự. Cấu trúc ngữ pháp gì đấy các bạn nhìn ra không? Rồi ok. Tuần Anh có mình cấu trúc cả đô cả. Ngoài thì nó ra có một cái cấu trúc N2 các bạn. Mình đã học N2 mà. Cả đô cả N4 rồi. À rồi ok, chính xác. Vi có cho mình cái cấu trúc đó là khoan bàn đến. Rồi, cấu trúc của mình là cấu trúc quá thổ mô ca cự. Nhìn thấy chưa các bạn? Khoan bàn tới, khoan nói tới Vậy nên nhìn vào đây các bạn đã nhìn thấy ngay quá wow, đây rồi Thổ mô các cự đây rồi Vậy thì rõ ràng là 4 và 3 nó sẽ đi xét tổ với nhau Đúng không nào? Rồi, chính xác, chính xác rồi Rồi, tiếp theo mà 4 nó lại là đô cả Vậy thì mình phải cần thêm cái gì? Cả đô cả, đây đúng không? hai ở đây À, rồi, sao đây được là đứng một mình chơ vơ à? Không được, đúng không ạ? À? Mà mê xét sự ố thì ố đi với gì bây giờ rồi? Động từ đây rồi. hả à, Nhận cái gì, chịu cái gì, tham gia cái gì đó, đúng không? Ố đây rồi. Nên một nó ra nó nhét vào đây là hợp lý nhất rồi. Sa đây được nó đi với động từ sai yo này rồi. Ha. Rồi ok vậy thì đáp án sẽ là 2 4 3 1 nhá. Chính xác. Rồi. Câu này sẽ dịch là gì đây các bạn? Khoan bàn đến khoan, khoan hãy nói đến việc có được tuyển dụng hay không cứ phỏng vấn đi đã. Ok, chính xác rồi khoan bàn tới việc có được tuyển dụng hay không chính xác trước mắt thì cứ cứ gì là tôi quyết định là cứ thử thử phỏng vấn đi đã mong tham gia phỏng vấn nha Mercedes được cấu trúc đằng sau thì mình sẽ có cô tổ nhi à, quyết định rằng là để chưa ạ ok câu 20 mươi uhm, mình sẽ nhìn qua một chút xíu này à có cái cách kết hợp rồi Anna nhí đằng sau nó sẽ đi với động từ hoặc là tính từ nó không đi danh từ nha Anna thì danh từ còn nhí vô rồi thì hoạt động từ hóa tính từ đúng chưa à, ok sau ố khả năng hoạt động từ khá là cao ha đúng không Mì ừ. tổ là khi mà nhìn gì đó này nói tê đỡ rồi ok có ai bán án chưa khách sàng là 4213 đấy bắt đầu thấy loạn lên rồi à, tháo sàng chọn 3214 nhi là 1432 ừ. Uhm có vẻ là hơi bara ra đấy nè rồi duyên ba hai một bốn rồi đi sang là ba hai bốn một chúng mình sẽ cùng nhau ngó ngó qua một chút cái nghĩa cái từ này đã rồi Ờ à, với đầu tiên là chủ ngữ gá này này chưa ạ nhưng cái người mà đi ra khỏi Ega cảng là cái dạp chiếu phim thì thế nào đó đúng chưa ạ và về sau mình sẽ thấy là daro yohodo kando tekina Ega daro có lẽ là một bộ phim rất cảm động đúng chưa ừ. Rồi ok 3214 4321 3214 Loạn quá các bạn ơi Rồi xem đều không nhá Nào ấy đi những cái người mà ra khỏi dạp chiếu phim này nhìn Hay là khóc và rõ ràng là gá thì nó chỉ đi với hai cái thằng này thôi à, Nào có ai chọn đáp án một ở trên này không Nhưng không có ai đúng không Các bạn đang phân vân giữa 4 À quên 4 và 3 Nhìn nhá Rồi ơi 4 Anna nhí mà đứng cuối cùng thì làm sao đi với đô Cano Tekina Ega được? Rồi đáp án nó phải là gì ạ? À? Gà. Những cái người mà ra khỏi giả phim phải khóc đúng không? Khóc như thế nào? Khóc đến như thế. Anna nhí. Nai te iru. Được chưa? Nai -te iru iru rồi veu. Thì không thể kết hợp ngay với mi rự tố mà phải kết hợp tiếp với một danh từ. Tokoro miru to hợp lý hơn đúng không? Khi nhìn thấy, đúng không ạ? À? Những cái người ra khỏi dạp phim mà khóc như thế thì có lẽ đây là một bộ phim vô cùng cảm động. À, còn những bạn đang chọn là 3214 thì nó dính cái thằng cuối cùng nhá. Anna nhí làm sao mà Anna nhí mà lại vô hô đồ được hai từ vựng đều mô tả mức độ à các bạn? Không đi với nhau được đúng không nào? Nhá. Rồi, còn có những người chọn ăn một 1 ở đây, một ở đây, một đây đúng rồi này. 3 4 3 ba mà ở đây thì nai tê được nó bổ sung nghĩa gì cho căn đô tê kina cả các bạn mình phải hợp lý nhá sau khi đọc xong thì các bạn nên nên đọc lại và xem câu có nghĩa không đã được chưa ạ thực ra đây là có một cấu trúc đó là cấu trúc thổ cô đô mì đưa tộ mì được chưa ạ nếu nhìn từ nếu xét từ một cái góc độ nào đó chưa nào rồi nếu xét từ cô sẽ dịch là gì ạ à? Đúng không ạ? nếu nhìn từ góc độ là những cái người mà ra khỏi dạp chiếu phim khóc đến như thế thì có lẽ đây là một bộ phim rất cảm động nhé ok đáp án chính xác bốn ba hai một rồi tuyệt vời mai sẽ xem lại lúc mấy giờ ạ uhm, mai thì sẽ chuyển về lịch sáng sẽ là 10 giờ sáng nhé các bạn À, và mai thì nội dung của ngày mai sẽ là livestream phần N3 nhé mọi người Ok Nhưng mà vẫn nên vào xem đi mọi người Nhiều khi cái N3 các bạn chưa chắc là đúng đâu Rồi ok chúng mình sẽ kết thúc livestream bằng một phần đó là học tiếng Nhật qua danh ngôn Rồi các bạn có gì được câu này không ạ Yume miru koto ga dekireba Sore wa jitsugen dekiru Nào câu này sẽ dịch là gì Cho em xin quả ớt Một tuần CC live mấy buổi N2 ạ à? <laughs> À, mình sẽ like một tuần thì mình sẽ có like một buổi vào thứ tư tuy nhiên tuy nhiên là các ngày khác thì chúng mình vẫn có nội dung n 2 nhá ví dụ như là thứ hai chúng mình sẽ các bạn thứ hai sẽ là cực thứ ba chúng mình sẽ có like phần đọc hiểu này à, thứ tư mình sẽ like từ vựng chữ hán ngữ pháp và thứ sáu chúng mình sẽ like các câu khó của n 3 n 2 nha thì những cái phần mà n hai nó sẽ lanh quanh quanh ba hôm đấy ạ à, rồi câu cuối cùng dịch được không mọi người nào mình sẽ có bà là nếu đúng không? Cô tổ gà để để bạn nếu có thể ước mơ đúng không? Yume mê koto đưa cô tổ để kia để bạn nếu các bạn có ước mơ thì các bạn cũng sẽ sore wa jitsugen dekiru thực hiện được điều đó đúng chưa? Rồi ok nếu có thể nhìn thấy ước mơ um, nhìn thấy ước mơ nhìn được giấc mơ <laughs> Đây nhá, nếu các bạn có thể ước mơ thôi chứ đừng dịch là nhìn nhá mọi người Thì các bạn cũng có thể thực hiện được ước mơ đó Đấy chưa ạ? Rồi, đó Đừng dịch là nhìn thấy nhá mọi người Rồi, ok Thì đây là câu danh ngôn của chúng mình lần này, đúng không ạ? Khi có ước mơ thì các bạn sẽ có thể thực hiện nó Ví dụ như các bạn có đặt mục tiêu là N1 đi chăng nữa, đúng không? Thế nhưng khi mình đã có đặt mục tiêu rồi thì mình sẽ có thể thực hiện được nó Đấy chưa ạ? Rồi, nên là cố gắng nhá các bạn Cố gắng đỗ hết N2 trong kỳ, kỳ sắp tới nhá Hay, rồi, chúng mình sẽ À, hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tuần sau. Còn ngày mai nhớ vào xem N3 đấy các bạn nhá. Hai, deshita.